Em là cô gái đã rất lâu chẳng hề yêu ai, trái tim em tưởng như đã đóng lại. Thế rồi anh đến dù chỉ qua màn hình vi tính, khiến em bật chợt yêu như lần đầu tiên. Anh à anh à anh, em thầm thương trộm nhớ rồi đây. Anh biết không còn gái cũng khi rất mơ mộng. Anh à anh à anh, em thầm thương trộm nhớ rồi đây. Khác biệt đến mấy em cũng cố. Trái tim lạnh trong ngôi nhà ấm. I want you, I need you, I love you. Mình có một trái tim lạnh trong ngôi nhà ấm. Yêu em, yêu em, yêu em đã yêu ngay từ lúc mình chạm nhau, ánh mắt đầu tiên.